Vâng, kính thưa quý vị. Từ phần đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã cùng lắng nghe rất nhiều những nội dung quan trọng của sự kiện ngày hôm nay của đại gia đình công ty VSUN. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đến với những kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019 và cả những đường hướng đổi mới trong năm 2020. Và chúng ta cũng đã đến với phần vinh danh cho những cá nhân, những tập thể đã có những thành tích xuất sắc với sự thành công của công ty VSUN trong suốt chặng đường vừa qua. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip ngắn của Mr. Lewis Cai, Tổng Giám đốc Công ty VSUN, để chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại thành quả mà chúng ta đã đạt được. Và bữa tiệc của chúng tôi sẽ được bắt đầu trong một ít phút nữa sau clip này. Xin mời quý vị.2019年，在董事会的证券领导下，全体员工执行系列，努力拼搏，创造了蔚上发展市场的新篇章。这一年，蔚上品牌被美国彭博社评定为光伏组件一级制造商。我们成功在欧洲、美国、日本等主要光伏市场的多家银行实现联名，单笔签约1日美金左右的蔚上品牌组件销售合同，推动了蔚上品牌化的全球布局。这一年，我们得到了越南本土银行的大力支持，军队银行、外商银行、制商银行、工商银行分别自发给予蔚上大客户书面推荐职业信用。 越南HD银行与蔚上子公司签订电站投资战略协议，推动了蔚上越南制造与本土金融的深入合作。这一年，我们夯实管理基础，大力开拓国际市场，实现了年度经营指标的高速增长，全球产能布局达到 1.5G， 推动了公司光伏板块的规模化进程。这些成绩的取得离不开董事会的正确领导。 更感谢多年来给予我们支持帮助的合作伙伴，感谢蔚上的奋斗者。面对即将到来的2020年，我与大家一起筑墙光伏主业，积极布局，拓展制造行业制造板块的筹划和落实，为形成蔚上多元化制造加新能源投资的方向努力奋斗。借此机会，我代表蔚上管理层向我们的全球客户、供应商、金融合作伙伴。 蔚上的全体奋斗者，致以值日的祝福，祝福各位新年新气象，步步好时光，谢谢大家。即将过去的2019年，在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，努力拼搏，创造了蔚上发展市场的新篇章。 这一年，蔚上品牌被美国彭博社评定为光伏组件一级制造商。我们成功在欧洲、美国、日本等主要光伏市场的多家银行实现联名，单笔签约1日美金左右的蔚上品牌组件销售合同，推动了蔚上品牌化的全球布局。这一年，我们得到了越南本土银行的大力支持，军队银行、外商银行、制商银行、工商银行。 分别自发给予蔚上大客户书面推荐职业信用，越南HD银行与蔚上子公司签订电站投资战略协议，推动了蔚上越南制造与本土金融的深入合作。这一年，我们夯实管理基础，大力开拓国际市场，实现了年度经营指标的高速增长，全球产能布局达到 1.5G， 推动了公司光伏板块的规模化进程。这些成绩的取得。 离不开董事会的正确领导，更感谢多年来给予我们支持帮助的合作伙伴。感谢蔚上的奋斗者，面对即将到来的2020年，我与大家一起筑墙光伏主业，积极布局，拓展制造行业制造板块的筹划和落实，为形成蔚上多元化制造加新能源投资的方向努力奋斗。借此机会，我代表蔚上管理层向我们的全球客户。 供应商、金融合作伙伴、蔚上的全体奋斗者，致以值日的祝福，祝福各位新年新气象，步步好时光，谢谢大家。 即将过去的2019年，在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力。
努力拼搏，创造了微商发展史上的新篇章。这一年，微商品牌被美国彭博社评定为光伏组件一级制造商。我们成功在欧洲、美国、日本等主要光伏市场的多家银行实现联名，单笔签约一亿美金左右的微商品牌组件销售合同，推动了微商品牌化的全球布局。这一年，我们得到了越南本土银行的大力支持，军队银行、外商银行、智商银行、工商银行分别自发给予微商大客户书面推荐企业信用。越南 HD 银行与微商子公司签订电站投资战略协议，推动了微商越南制造与本土金融的深入合作。这一年，我们夯实管理基础，大力开拓国际市场，实现了年度经营指标的高速增长，全球产能布局达到 1.5G，推动了公司光伏板块的规模化进程。这些成绩的取得离不开董事会的正确领导，更感谢多年来给予我们支持帮助的合作伙伴，感谢背上的奋斗者。面对即将到来的2020年，我与大家一起筑强光伏产业，积极布局拓展第二行业制造板块的筹划和落实，为形成背上多元化制造加新能源投资的方向努力奋斗。借此机会，我代表背上管理层向我们的全球客户、供应商、金融合作伙伴、微商的全体奋斗者致以极热的祝福，祝福各位新年新气象，不负好时光，谢谢大家。即将过去的2019年，在董事会的正确领导下，全体员工齐心协力努力拼搏，创造了微商发展史上的新篇章。这一年，chương trình tiệc tất niên chào xuân 2020 của công ty VSUN trong buổi tối ngày hôm nay xin được bắt đầu. Xin mời. No more champagne, and the father was so rude. Here we are, me and you, feeling lost and feelings blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so alive. Yesterday, no. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor is afraid. Happy New Year, Happy New Year. May we all have the hopes that we to try. If we don't, we might as well lay down. Vâng, được gửi tới tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và ca khúc quý vị đang lắng nghe là một sáng tác rất quen thuộc được mang tựa đề Happy New Year. Và xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến với tất cả quý vị. Có thể dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hey! That's the dream we had before. Our dance, nothing more. Just confetti on the floor. It's the end of the decade. In another 10 years' time, who can say what we find?
Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have the hopes of we to try. If we don't, we might as well lay down and die. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all xin cảm ơn những giai điệu âm nhạc rất tuyệt vời từ những nghệ sĩ tới từ Sài Gòn, và chúng ta sẽ được gặp lại những cô gái này ở những phần tiếp theo của chương trình. Vâng, xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã cùng đến với chương trình tiệc tất niên Duyên Party của công ty VSUN chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, thì Dương rất vui khi được quay trở lại với khu vực sân khấu chính để có thể tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình tiệc tối nay. Các anh chị thân mến, ở phần đầu tiên của chương trình chúng ta đã cùng thưởng thức nhạc phẩm Happy New Year với phần trình diễn của những cô gái tới từ Sài Gòn. Có thể nói rằng những giai điệu âm nhạc tràn đầy sắc xuân đã tạo nên một bầu không khí rất là sôi động để có thể chào đón năm mới đối với đại gia đình VSUN chúng ta. Thưa quý vị, một chặng đường một năm đã qua đi với những sự thay đổi, với những kết quả và thành tích ấn tượng của VSUN trong năm 2019. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng gắn kết những yêu thương và cùng chào đón một năm mới 2020 thật ý nghĩa hơn. Hãy cùng chúc cho VSUN trong năm 2020 sẽ bước vào một chặng hành trình mới, thật nhiều vinh quang mới, củng cố nền tảng, phát triển bền vững để những ánh hào quang của thành công sẽ tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa và lan tỏa tới tất cả các cán bộ nhân viên đang cùng chung tay dưới mái nhà VSUN. Thưa quý vị, về tham dự sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý. Về phía các khách mời đến từ các ngân hàng, xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Lê Hồng Tâm, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Vietcombank. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của ông Phạm Anh Dũng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Vietinbank. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đàm Văn Hồng, trưởng phòng khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng MB Bank. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Quang Hải, phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Techcombank. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Duy Phú, giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng HD Bank. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Khoát, giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV. Thưa quý vị, về phía các khách mời đến từ các khách hàng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của Mr. Trang Minh Park, chủ tịch của công ty S Energy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Mr. JY Park, phó chủ tịch công ty S Energy. Xin được trân trọng giới thiệu Mr. Bac Ninh, giám đốc thu mua của công ty S Energy. Và đặc biệt ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt cho sự hiện diện của hơn 100 quý vị khách quý tới từ đất nước Nhật Bản xa xôi đã đến chung vui cùng với thành công của công ty VSUN. Xin được nồng nhiệt chào đón. Thưa quý vị, và để mở đầu cho sự kiện ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu
Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Fuji Solar và VSUN xin được mời Mr. Lewis Cai sẽ có những lời phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời. ご来賓の各位様、V さんの皆様、A バランスグループの皆様、こんにちは。毎回、V さんの会社の1階の入り口の右側の奥の V さんの足跡の前に立つと、そこで蔡社長、劉社長、の説明を受けながらいつも胸が熱く興奮しています。最初のウィーさんの工場には私は何回もいたことがあります。本当にボロボロな工場でした。今はすでに国際的な設備を導入して国際的な工場になりました。今も国際的な立派な商品を作って全世界に送り続けています。そこにアメリカ、ヨーロッパ、日本など先進な国々、それとアフリカまでも商品を作って送り続けています。太陽光は CO2 削減、地球温暖化防止のためだけではなく、貧困をなくす、暗闇を光明に変えていくなどのさまざまな面で人類の発展のために貢献しています。皆様のおかげでこのようなパーティー開くことができまして本当にありがとうございます。またフジソーラーは日本に根を張ってメイドインベトナムのような国際企業になりました。ベトナムの雇用創出、 GDP への貢献、一流の貢献が果たすこともできています。皆様ぜひ今の仕事を自信を持って誇りを持っていただければと幸いに思います。我々は仕事を通じて社会のため、会社のため、自分のため、また世界をきれいに美しい明るい未来を我々も努力し続けていく所存でございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。Thay mặt đây thì chúng tôi, công ty Fuji Solar, tôi xin đại diện công ty Fuji Solar, tôi tên là Lưu Dương Xê và tôi xin gửi tới mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất ở đây vì có mặt mọi người. Vì có mặt mọi người đây, vì có sự đóng góp và cống hiến tất cả mọi người đây thì chúng tôi mới có ngày hôm nay và chúng ta hy vọng sẽ được có sự cống hiến của tất cả mọi người lâu hơn nữa, bền vững hơn nữa để có một tương lai tươi sáng hơn. 実は今日は皆さんにびっくりさせようとして日本から48升の日本酒を持ってきました。今日は tôi muốn làm bất ngờ mọi người ở đây là chúng tôi có bố trí mang khoảng 48 chai rượu Nhật rất là lớn từ Nhật sang bên này. Và ぜひ皆さん全部飲んでください。Tôi muốn mọi người ở đây có thể ai cũng được nhâm nhi một chút thôi, có thể một chút thôi nhưng mà tôi muốn mọi người, tất cả mọi người ở đây đều có thể thưởng thức hương vị rượu mà chúng tôi mang từ Nhật sang. 今入場されました。ユンさん、トワンさん、ありがとうございます。私は感謝を送る、感謝を送る、ông Dũng、
ông Tuấn Anh và ông Sang cũng đã cố gắng tham dự chúng tôi buổi lễ ngày hôm nay. Mata Aruka san no Kirajima san daihyou shite minasan arigatou gozaimasu. Và tôi cũng xin cảm ơn lớn tới công ty Aruka là công ty ở bên kiểm toán ở bên phía Nhật chúng tôi. それと、Ichima san わざわざありがとうございます。Và tất cả các thành viên khác tới đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay, không phải xa xôi tới đường sáng ngày hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. この会場で背の一番高いセンさん、ありがとう。Và chúng tôi cũng xin gửi tới một lời cảm ơn tới ông Sen là một người có chiều cao nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Tara san tachi, Hien san, minasan, Tada san, minasan, arigatou gozaimasu. Cũng xin được gửi cảm ơn tới ông Tahara, ông Hien và các thành viên liên quan. それとマレーシアからも来客ありがとうございます。Cũng xin được gửi tới lời cảm ơn tới các thành viên tới từ Malaysia trong buổi lễ ngày hôm nay. それで皆さん好きなお酒を持って。Và tôi muốn mọi người chúng ta hãy cùng ai chưa có đồ uống chưa ạ? Mọi người hãy cùng nâng ly nào ạ. 健康のため、ハッピーのため for your health and happy new year. 乾杯。참참참분참아Thank you, Mr. Lee Uchunsei. Và thưa quý vị, ở phần tiếp theo của chương trình thì Dân xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu một vị khách mời là người Nhật. Trong sự kiện ngày hôm nay sẽ có những lời chia sẻ và những lời chúc đối với công ty VSUN của chúng ta. Xin được mời lên sân khấu Mr. Mineichi Iwanaga, nguyên thành viên nội các Bộ Nông Lâm Thủy Sản Nhật Bản, cựu thành viên Hạ Viện, cố vấn của công ty Appellant sẽ có những lời chia sẻ. Trân trọng kính mời. はじめ WWB そして V さん等々の関係者の皆さん方がお集まりの中で心からお祝いを申し上げます。Đầu tiên tôi xin được gửi tới lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất tới tất cả các công ty thành viên như là Avalanche hoặc là WWB hoặc là tất cả những thành viên trong liên quan tới VSUN của đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay. 私は日本の国で農林水産大臣を経験した岩永と申します。Tôi tên là Iwanaga và đã từng là một thành viên trong phủ nội các của Bộ Nông Lâm Nhật Bản. A バランス並びに WWB の顧問をしております。Hiện tại đây thì tôi đang làm cố vấn đặc biệt cho công ty A Balance cũng như công ty WWB ở bên Nhật Bản. 私は今日こうしてお話をするのは一つの理由があります。Và chúng tôi cũng xin rất là vinh dự, cá nhân tôi rất là vinh dự khi có mặt trong ngày buổi lễ ngày hôm nay. Liu san, owner の Liu san の人柄を皆さん方にご紹介したいと思います。Và tôi cũng rất là cảm ơn tới ông Liu đã có lời mời chúng tôi hôm nay và tôi cũng muốn mọi người ở đây biết được sự vĩ đại của Mr. Liu Junse của chúng ta. 日本の東北で2万5000人が亡くなるという津波がありました。vào tháng 3 năm 2011 thì bên Nhật Bản, phía đông bắc Nhật Bản có một trận động đất rất là lớn và kéo theo đó là một trận sóng thần rất lớn và đã làm thiệt hại đi vài ngàn người cũng như vài trăm ngàn người ở phía đông bắc Nhật Bản. その東北の中に原子力発電所がありました。
Và ở khu vực đó thì chắc mọi người cũng biết là có một cái hai nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Tsunami によって原子力発電所が倒されよう、潰されようとしました。Và do ảnh hưởng của trận động đất, trận cũng như trận sóng thần đấy mà hai cái nhà máy điện hạt nhân này đã rất là nguy hiểm vào trong thời gian đó. 潰されますと日本に放射能が蔓延する、日本の国の北の半分が撲滅するという事態になります。 Và nếu như cái trường hợp xấu nhất mà xảy ra là hai cái nhà máy điện hạt nhân đấy bị phá hỏng thì có lẽ mọi người đều cũng hình dung được là có thể khoảng 1/2 đất nước Nhật Bản sẽ bị lượng phóng xạ phát ra và làm coi như cướp đi tính mạng của hầu như 1/2 số lượng người dân ở trên đất Nhật Bản. Liu Ona wa Chugoku kara ookina ookina kirin toyu umi no mizu wo genshiroku hatsujensho ni kakeru kikai wo hakonde kimashita. Và thời gian đấy thì Mr. Liu của chúng ta đã rất là nhanh trí và rất là linh hoạt khi mà bố trí một cái xe cẩu nước được theo tôi thông tin tôi được biết thì khoảng độ 60 mét chiều cao và được bố trí từ Trung Quốc sang. Meltdown といって爆発寸前に海の水をかけて爆発を防ぎました。Thì cái cần cẩu này thì thực ra là khi mà cái cần cầu của bên cứu hỏa là họ không đủ chiều cao để dội nước vào trong cái nhà máy điện hạt nhân để làm nguội. Thế nhưng mà nhờ cái sự nhanh trí của Mr. Liu của chúng ta hôm nay là đã bố trí được một cái cần cầu đủ chiều cao để và dội nước vào trong cái nhà máy điện hạt nhân hôm đó. Nhật Bản no sori daijin hajime kokumin no ooku ga kono Liu owner no koudou ni và thay mặt cho tôi là một cá nhân trong của cựu nội các Nhật Bản cũng như toàn thể nhân dân Nhật Bản ở đây có một lời cảm ơn và lời cảm tạ rất là chân thành cũng như sâu sắc tới Mr. Liu của chúng ta ngày hôm nay. Liu owner は私に常に言っております。Mr. Liu thì luôn nói với tôi rằng ソーラーでもって世界の貧しい国を救いたい。ソーラーでもって教育、産業、そして環境に貢献したい。このように言っております。Bằng năng lượng tái tạo và đặc biệt là năng lượng mặt trời đây chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thể mang tới sự phồn vinh cho tất cả các toàn thể quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước nghèo và những nước chưa được phát triển. 特に貧しい国に貢献したい。このように言っております。Và đặc biệt là nhờ năng lượng mặt trời sẽ làm cho những đất nước này trở nên càng ngày càng phồn vinh hơn và có thể nói ở mức là chói lóa luôn. 今日お集まりの皆さん、リュウオーナーとともに関係会社を素晴らしいものにしていきたいとここで誓い合いたいと思います。Và chúng tôi thay mặt cả mọi người đây thì tôi cũng như rất mong muốn các bạn mọi người có mặt ở đây là chúng ta sẽ làm sao cống hiến và liên kết với VSUN, thông qua VSUN và cũng như để thông liên kết với phía Nhật Bản và có một hành động cụ thể trong tương lai để cùng với Mr. Liu của chúng ta có thể càng ngày càng phát triển hơn trong tương lai. Happy New Year! Omedetou gozaimasu! Xin chúc một năm mới tất cả mọi người ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ, những lời chúc của Mr. Mineichi Iwanaga. Và tiếp nối chương trình sẽ là những lời chia sẻ và những lời chúc của vị khách mời tiếp theo. Tôi xin được mời lên sân khấu Dr. Hao Kok Chong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người sáng lập ra công ty AGAPE tới từ Malaysia sẽ có những lời chia sẻ. Trân trọng kính mời. Thank you.
まずはこんばんは。まずドクター・ハオさんのご紹介なんですけれども、ハオさんがアメリカの4つの上場会社のチェーマンでした。でマレーシアでも健康の関係の上場会社の社長でございます。 Good evening. こんばんは。 Hello. 皆様こんばんは。チンチャオ。 Can you hear me? Yam Sing. Yam Sing. Okay, our most honorable chairman, Lee Santo. まずはリュウ社長に。 And also our most honorable GM, Mr. Cai. 次は Lewis Cai. And also our director, VSUN, Kimura-san. 私、キムラと申します。 Our distinguished guests, friends, welcome to VSUN 2020 annual dinner. まずは2020年の新年会を、歓迎会をおめでとうございます。Now, instead of having an annual dinner, I would say also tonight also is an appreciation dinner. 今回の会が新年会がまずは労働者のウィザーのスタッフたちと貢献あるの方を感謝の会でございます。To appreciate all our valued customers. あとはウィザーの支持したの銀行金行とお客様、お客様の感謝の会です。Especially all the way from Japan. あとは日本からの WWB のスタッフたちのご感謝でございます。And not forget, without our valued local bank support. あとは地元の銀行金庫の感謝でございます。VSUN would not have what we have today. もし皆様のご支援ないと、B さんはここまでは歩んでこれません。Can we give a big round of applause to our local banker to support B さん for the past few years? 銀行の B さん、ベトナムの銀行の支持だから我々はここまで歩んできました。And of course, any company, we have a valuable asset. And the most important asset is not how big the B さん。The most important asset of VSUN is the people who are sitting here today. You're the one who make VSUN success. まずは VSUN の会社の企業の価値が VSUN の方々じゃなくて皆様の労働者の支援と銀行の支援だから我々はここまで歩んできました。成功しました。 And also,A company also must have a quality and valuable captain. あとは我々のウィザーの会社の質と価値がこれからは創業でまたもう一歩の改めての歴史を作ります。And with a good quality leadership. あとはリーダー様、ルイス・タイと会長、リュウ会長の指導下で。And who is this leader and captain? 船みたいのキャプテン様で引っ張って次の未来を歩んでいきます。I'm sure everyone here, you know him. None other than our group honorable chairman, Mr. Lee Sancho! これからも我々リュウ社長です。リュウ社長に応援しましょう。And also, don't forget,A captain also must have a call captain. 我々のキャプテン・リュウ。And also we have a call captain, Captain Lewis Cai. あとは我々のキャプテン・リュウ・チャイ。引っ張っていただきますので。And thank you so much. ありがとうございました。Thank you so much. Last and not least, today, the annual and appreciation dinner are so successful.It's because every one of you here to participate and attend this annual dinner. 今晩の新年会の
最後まで成功のは我々の力じゃなくて皆様の力で。ありがとうございます。And also, we are now beginning of 2020. So I take this opportunity to wish every one of you happy, prosperous 2020 New Year. Thank you. 2020年の新年おめでとうございます。Okay, thank you, Dr. Hao Kok Chong. Thank you so much and Happy New Year. Vâng, thưa quý vị, phần tiếp theo của chương trình thì ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ và những lời chúc của một người bạn đại diện cho một công ty đối tác rất đặc biệt của công ty VSUN sẽ có những lời chia sẻ trong sự kiện ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Liu Kai Chou no...お友達ですが、5年ほど前から、親しくお付き合いさせていただいています。今日のこの栄えある市に招待いただきまして大変感謝しています。Xin chào tất cả mọi người đây. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Kitajima đến từ công ty IRCA của Nhật Bản. Thì tôi và anh Lưu, giám đốc Lưu là cũng đã được quen nhau gần khoảng 5 năm rồi.Và hôm nay thì cảm ơn anh Lưu rất nhiều đã mời chúng tôi sang đây để dự buổi tiệc ngày hôm nay. Nijikaku, tatta shitokoto dake aisatsu saseteitada kimasu. Dekinai to omottara yaranai. Dekiru to omottara kanarazu ippo nippo mae ni zenshin shimasu. Dekiru to omotte zenshin shite kudasai.Thì tôi xin ngắn gọn một vài điều đó là nếu như mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được thì chúng ta không thể tiến lên được. Còn nếu như mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể làm được thì chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ. Và ここにお集まりの劉会長、その他の皆さんと一緒にベトナムでゴレ。Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn là cùng với mọi người để nêu cao một cái tinh thần gọi làà chúng ta có thể hô to chứ cố lên để cùng chúc mừng cho cái buổi tiệc ngày hôm nay được không ạ? Gambaro ga Vietnam go de gore desu. Mọi người có thể cùng hô với tôi được không ạ? Moi pat. Minasan issho ni kakegoe o onegai shimasu. Gore! 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 Chisai ne mo ikkai gore! Rồi cảm ơn mọi người ạ.Thank you, Mr. Kitajima. Vâng thưa quý vị, rất nhiều những lời chúc, rất nhiều những lời chia sẻ rất là chân tình của các người bạn đại diện cho các công ty quốc tế đã dành cho công ty VSUN của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những lời chúc rất đặc biệt từ quý vị. Với tinh thần từ chúng tôi, những người làm chương trình muốn nói tới trong sự kiện ngày hôm nay đó chính là củng cố nền tảng để phát triển bền vững.Mỗi cá nhân luôn có trong mình một màu sắc riêng, những khả năng và những sở trường riêng. Nhưng tất cả luôn cần sự trau dồi và cần có một môi trường tốt để có thể phát huy, để cống hiến. VSUN chúng tôi tin tưởng rằng đây là một môi trường rất tốt để tất cả các thành viên có thể phát triển và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Cùng nhau chung tay, góp sức, chúng ta có thể làm nên những điều to lớn hơn, vượt qua mọi khó khăn, đập tan mọi sông bão và bước đến đỉnh vinh quang.Đón ánh nắng mới, làn gió mới của mùa xuân đang về rất cận kề. Và tiếp tục chương trình, Thúy Dân sẽ được mời quý vị một lần nữa cùng hướng tầm nhìn của mình về phía khu vực sân khấu chính và cùng theo dõi một tiết mục vô cùng đặc biệt được chúng tôi giàn dựng công phu để có thể gửi tới bạn bè quốc tế cũng như toàn thể các thành viên của đại gia đình VSUN. Và đó cũng là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tới những người bạn Nhật Bản thể hiện tinh thần hiếu khách và thân thiện của con người Việt Nam.Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng tay lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón tiết mục đặc biệt này. Xin mời!
Welcome to Vietnam. Presents kick, snare, bass, samples, scratch, kick, snare, bass, samples, scratch, kick, snare, bass, samples, scratch, đặc biệt gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Và hãy dành cho những nghệ sĩ của chúng ta những chào tay lớn nồng nhiệt hơn nữa thưa quý vị. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một không khí rất sôi động, rất ấn tượng, một món quà vô cùng tuyệt vời mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị đang hiện diện trong sự kiện ngày hôm nay. Chương trình tiệc tất niên chào đón năm 2020 của công ty VSUN. Và đây cũng là một lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý đối tác, các quý vị khách hàng từ các công ty quốc tế của Nhật Bản cũng như Malaysia đã dành cho VSUN chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly để cùng chúc mừng cho VSUN sẽ thật thành công và phát triển hơn nữa. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Mr. Ryu Chusei, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Fuji Solar và VSUN. Xin được mời lên sân khấu Mr. Mineichi Iwanaga, nguyên thành viên nội các Bộ Nông lâm Thủy sản Nhật Bản, cựu thành viên Hạ viện, cố vấn công ty Appellen. Xin được mời lên sân khấu Mr. Lewis Cai, Tổng giám đốc công ty VSUN. Và cũng xin được mời lên sân khấu Mr. Kimura Nakai,
Nakaaki, thành viên hội đồng quản trị của Fuji Solar and VSUN sẽ cùng lên sân khấu để có thể nâng ly. Chúc mừng thành công của VSUN cũng như là toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, và Thùy Dương cũng xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị sẵn những ly rượu, những ly đồ uống của mình. Bởi vì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly, chúc cho tất cả chúng ta sẽ thật phát triển thành công hơn nữa. Xin mời ạ. I'd like to invite Mr. Kimura Nakaaki. Vâng, và chúng ta hãy cùng chào đón các vị đại diện ở trên sân khấu sẽ cùng khui sâm banh và một ít phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau đếm từ 1 tới 3. Một đến ba. One, two, three. Xin mời. Mời chúng ta hãy cùng dành một tràng tay lớn thật đông nhiệt với những tiếng nổ sâm banh vứt vang giòn. Sâm banh giòn giã báo hiệu cho Fuji Solar và VSUN của chúng ta và rất nhiều những công ty đối tác sẽ có một năm kinh doanh thật thành công và thắng lợi. Vâng, và tôi đang xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đứng lên và cùng nâng cao ly đồ uống của mình lên được không ạ? Tất cả chúng ta sẽ cùng đứng lên và cùng nâng cao ly đồ uống của mình lên ạ. Xin mời ạ. Ở xa kia chúng ta đã có ly đồ uống của mình chưa? Xin mời quý vị anh chị chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và cùng nâng cao ly đồ uống của mình lên. Và chúng tôi sẽ hô 1, 2, 3 và quý vị hãy hô thật lớn là Happy New Year nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một năm mới 2020 thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và công ty của chúng ta sẽ gặt hái thật nhiều những thành công, thành quả. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, các quý đối tác, các quý công ty bạn sẽ luôn luôn gắn kết và sẽ hỗ trợ cho ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của đại gia đình công ty VSUN chúng tôi. Tất cả chúng ta sẽ đến bến bờ của sự thành công trong công việc kinh doanh của mình, phát triển thuận lợi và rực rỡ hơn nữa. Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục dùng tiệc và chúng tôi sẽ quay trở lại trong một ít phút nữa.
cho đỏ môi mình môi ta. Chào khách đến chơi nhà của Nguyễn Hương, Nguyễn Hiền và Hoàng Quyên. Tiếp theo sau đây sẽ là một tiết mục mang màu sắc đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón các cô gái tới từ khối văn phòng của VSUN sẽ mang lại những vũ điệu thật đẹp và ấn tượng. Tiết mục múa Nhật Bản Tokyo Pon, xin mời. Sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku, so bae. I need a Doraemon. You speak Japanglish. And show me Russian language. What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Unique, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku, so bae. I need a Doraemon. You speak Japanglish. And show me Russian language. What can I do? Where should I go?
xin cảm ơn phần biểu diễn của những cô gái tới từ khối văn phòng của VSUN ạ. Rõ ràng là rời bàn giấy ra là cũng có năng khiếu ra phết đấy. Xin cảm ơn các chị rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ như là đã hứa, xen kẽ với những tiết mục biểu diễn văn nghệ của các cán bộ nhân viên của VSUN, những tiết mục biểu diễn của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì chúng tôi còn đang xem vào đó chương trình bốc thăm may mắn với rất nhiều những giải thưởng có giá trị đến từ chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là những giải thưởng đầu tiên. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cơ cấu giải thưởng là 12 giải ba, 5 giải nhì, 2 giải nhất, 1 giải đặc biệt và 50 giải khuyến khích. Ở lần bốc thăm đầu tiên này, chúng tôi sẽ lựa chọn ra 12 lá thăm tương ứng với 12 anh chị may mắn sở hữu giải ba của chương trình. Và mỗi giải sẽ là một chiếc vali thương hiệu VSUN. Và thứ dân xin được mời lên sân khấu 5 anh chị cá nhân tiên tiến sau đây sẽ cùng lên bốc thăm và trao giải. Thứ dân xin được mời nhân viên Nguyễn Thị Mười, Hoàng Văn Hợp, Trịnh Thị Hà, Trần Văn Hòa và Lương Văn Xuyên. Xin mời ạ. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu hòm thăm của chương trình với rất nhiều những lá phiếu bốc thăm may mắn, những con số. Vâng, và tương ứng thì tôi xin được mời các anh chị mỗi người sẽ bốc đây ạ, hai anh đầu tiên mình sẽ bốc ba lá thăm và các anh chị còn lại sẽ bốc hai lá thăm ạ. Em ơi. Chúng ta sẽ có 12 giải ba. Mỗi giải là một chiếc vali ạ. Các anh hãy nhìn bình tĩnh đã. Chúng ta sẽ dùng, vâng ạ, chúng ta sẽ dùng tay phải của mình nhá, đảo thật đều những lá thăm ở trong hòm thăm này và nhìn xuống quý vị khán giả ở phía dưới ạ. Đó. え、続きまして、小さいゲームなんですけれども、受付していただいた時に皆さんに こういったシールですね、お配りしたと思うんですけれども、こちらに番号が書いてありますので、これからですね、この5名のスタッフ皆さんが、随時番号を取っていき、で、随時ですね、その番号を読み上げますので、当たった方がですね、ぜひ、この近くまで、 来てください。まあ、手を挙げていただいて、この場に来ていただく、ショーがございますんで。 Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm đầu tiên. Xin mời anh. Chúng ta hãy dùng tay phải của mình đảo thật đều những lá thăm ở trong hòm thăm và nhìn xuống quý vị khán giả phía dưới. Chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra ba lá thăm đầu tiên ạ. Ba lá thăm đầu tiên. Rồi anh sẽ giữ lại ở trong mình nào. Trong tay mình. Mấy rồi ạ? 1, 2, 3, ok. Vâng, và chúng tôi sẽ công bố ngay ạ. Xin được chúc mừng anh chị có mã số may mắn 868. Thùy Dương sẽ đọc lần lượt, chúng tôi sẽ đọc lần lượt 12 mã số may mắn. Và nếu như quý vị lắng nghe thấy mã số của mình, quý vị hãy di chuyển thật nhanh lên khu vực sân khấu. Chúng tôi sẽ đọc lần lượt 12 mã số may mắn. 次番号を読み上げますので皆さん注目をしてください。 Xin được chúc mừng anh chị sở hữu mã số 868 868 868番の方。 Số tiếp theo 799 799の皆さん。 Và số thứ 3 655 655という番号をお持ちの方、655ですね。 Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với ba mã số may mắn tiếp theo. Và xin mời các anh chị sở hữu ba mã số đầu tiên may mắn rồi mình di chuyển lên sân khấu để chúng tôi có thể đối chiếu. あたった方いらっしゃいますかね? あたった方がいらっしゃいますか? Em ơi, em đọc lại mã số đầu tiên được không? Vâng. Tiếp theo, chúng tôi xin đọc các mã số tiếp theo ạ. 577 4番目が577 577 577ですね 781 781 781 781
Xin được mời các anh chị có mã số may mắn di chuyển thật nhanh lên khu vực sân khấu để chúng tôi có thể đối chiếu. Và trong lượt 2, nếu các anh chị chưa lên được sân khấu đối chiếu, chúng tôi sẽ nhường sự may mắn cho các anh chị khác. Mã số tiếp theo 781. 781番781ですね. Mã số 092. 092番. Mã số 092. 092番です. Hai mã số may mắn tiếp theo ạ. 303. 303. Và 308. そして 30308ですね. 303 và 308. 303 と 308. Xin mời hai lá thăm tiếp theo ạ. Mã số tiếp theo 125. 125番 125ですね. 125. Và mã số tiếp theo 522. 522番になります. 522ですね. 22. Chúng tôi sẽ đọc một lượt. Và đây là hai mã số may mắn cuối cùng ạ. Các bạn nghe thấy mã số của mình đã di chuyển lên sân khấu để có thể đối chiếu chưa ạ? Chúng tôi sẽ đọc lại một lượt nữa. Và hai mã số may mắn cuối cùng 082, 082 và 012. 082, 012. そして最後の2つの番号になりまして 082番, 082番と 012番. 012番. Xin mời bạn nhân viên lên đây để có thể hỗ trợ đối chiếu mã số may mắn nào. Rồi chúng ta sẽ đối chiếu nhé. Vâng ạ, chúng tôi sẽ có nhân viên để có thể đối chiếu ngay ở tại khu vực sân khấu. Rồi. Và sau cái lần đối chiếu này, nếu mà không có mặt tại đây, chúng tôi sẽ bốc thăm lại luôn. Nếu như các anh chị không có mặt tại thời điểm bốc thăm, chúng tôi sẽ nhường sự may mắn cho các anh chị khác. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái giây phút bốc thăm là một giây phút vô cùng quan trọng. Chúng ta không nên đi đâu và không nên rời khỏi vị trí bàn tiệc của mình ạ. Atatakataga こちらに, こちらのステージに上がっていただかなければ どんどんですね、次の回に ちょっとパスを させていただきたいと思ってます。 Năm anh chị Trao có thể đứng cách cách ra một chút được không ạ? Ok. Không ạ, chúng tôi lại nhầm này người nhận quà đấy. 2, 4, 6, 7. Trên sân khấu chúng ta có 2, 4, 6, 7 người. Và bây giờ chúng tôi sẽ đọc lại 5 mã số này ạ. Phục số をさせていただきます。 Số 082. 082番. 082番の方ですね。 Số 522. 522 308 308 781 781 799 799. Các anh chị sở hữu những mã số này có ở đây không ạ? Rồi xin mời. Chúng tôi xin được nhắc lại, với những giải thưởng quan trọng về sau, chúng tôi sẽ chỉ đọc 3 lần và nếu như không có mặt ở đây, chúng tôi sẽ bốc lại luôn. Số 308. Bây giờ Thùy Dương sẽ hủy 4 lá thăm này và chúng tôi sẽ bốc lại 4 lá thăm khác. Xin được mời lên sân khấu hôm thăm của chương trình ạ. Chúng tôi đang thiếu 4 mã số may mắn nữa.
全部で、3当初、12人なんですけれども、今来ていただいたのが、8名しかいないので、追加で4名、ちょっと新規で、くじ引きをさせていただきます。Số bao nhiêu bây giờ ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Số đầu tiên 060 060 060. Có đây không ạ? Số tiếp theo 587 587 587. Rút kinh nghiệm những lần bốc thăm trước lên rất nhanh. Xin chúc mừng chị. Tiếp theo đây ạ, 491 491 491 491 そして721 721 721. Được bao nhiêu người rồi ạ? Chị mã số bao nhiêu ạ? 060 có luôn. 587 lần 1 lần 2 và lần 3 hủy lá thăm 587. それで587番の方をちょっと来ていただけないので、次の方に回します。Bây giờ là thăm tiếp theo ạ. 491. 491番の方いらっしゃいませんか? 491番。491 lần 1. 1回目。Số bao nhiêu ạ? Xin mời 581 ra đây ạ. 587 á, 587 rồi, 587 ra đây nào. Đây là trường hợp đầu tiên Thùy Dương sẽ châm trước. Và sau trường hợp này, chúng tôi xin được nhắc lại. Sau trường hợp này, nếu như các bạn không có mặt trong 3 lần mà chúng tôi gọi, nhường sự may mắn cho một quý vị khác luôn ạ. Quý vị có đồng ý không ạ? Ai mà không có mặt tại thời điểm bốc thăm thì sẽ mất cơ hội luôn. Nếu mà đồng ý hãy dành cho chúng tôi một tràng pháo tay lớn nào. Ok. Đấy nhá mày nhá. 491 lần 1. 491 番の方、lần 2 回目、và lần 3 cho 491 ạ. そして3回目、いらっしゃいませんか? 491番の方、chúng tôi hủy lá thăm 491 này nhá. こちらを破棄させていただきます。491番。có được không ạ? được thì lại vỗ tay ạ. hủy luôn. 721721 lần 1 721 番の方 721 lần 2 721 番 721 và lần 3 cho 721 hủy lá thăm luôn luôn bốc lại hai lá thăm khác. こちらも破棄させていただきます。em mời chị sẽ bốc hai lá thăm luôn. Có 12 chiếc vali thôi nhưng mà công cuộc tìm cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Rồi. Số bao nhiêu đây ạ? 636 636 636 番 636 番 636 544 544 544 544 636 lần 1 lần 2 636 番và lần 3 2回目 3回目あ、いらっしゃいました。チソバニオは何番でしょうか。オッケー。あ、三八三だわ。オッケー。six three six。オッケー、よ。đây là một。vâng ạ, là một vị khách nước ngoài và xin mời ạ, hoàn toàn trùng khớp. Congratulation.và 544 thì sao ạ? 544 の方いらっしゃいますか? 544 the number 544 544 lần 1 lần 2 ạ. Who have this number 544 544 の方お持ちですか? 544ですね。 và 544 lần 3 chúng tôi hủy lá thăm này nhá. こちらは破棄させていただきます。có được không ạ? hãy dành một tràng pháo tay nào. 大丈夫でしょうか?
Một lá thăm nữa là chúng ta đã đủ 12 giải ba rồi. Số bao nhiêu đây ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 11 rồi, đúng luôn luôn. 5, 9, 6. 5, 9, 6 bằng. 5, 9, 6 bằng. 5, 9, 6. 5, 9, 6. Who had this number, please come to the stage. 5, 9, 6 lần 1. 5, 9, 6. 5, 9, 6. 5, 9, 6. Có không ạ? Hiểu mà. À, bây giờ mình vừa đi mình phải giơ tay rồi. Anh em bị tưởng anh đi đâu. Rồi xin mời anh lên sân khấu nào. Chúng ta đã tìm được ra chủ nhân của mã số may mắn cuối cùng 596 rồi. Xin mời anh. そして3等賞で全て12名こちら揃いましたので. Vâng, hoàn toàn trùng khớp với lá thăm mà chúng tôi đã lựa chọn được trong chương trình. Và tôi xin được mời anh chị Nguyễn Thị Mười, Hoàng Văn Hợp, Trịnh Thị Hà, Trần Văn Hòa và Lương Văn Xuyên, những cá nhân tiên tiến sẽ trao những phần quà tương ứng với giải ba. Vâng thưa quý vị, những chiếc vali rất là xinh xắn tương ứng với 12 giải ba sẽ được trao cho 12 anh chị may mắn ở lượt bốc thăm đầu tiên này. Xin chúc mừng. こちらプレゼントなんですけれども、後ろのスライドに映っているスーツケースというプレゼントになっております。Vâng, và chúng ta sẽ được nhận biểu trưng của giải ba và những phần quà hiện vật ở tại khu vực sân khấu. Và sau khi mà anh chị nhận xong rồi thì mình sẽ nán lại sân khấu để có thể chụp hình lưu niệm cùng chương trình. Vâng thưa quý vị, như là quý vị đã thấy thì ban tổ chức chương trình ngày hôm nay trong cái phần bốc thăm thì chúng tôi dịch những cái con số may mắn cả sang tiếng Nhật, cả sang tiếng Trung và thậm chí là cả sang tiếng Anh nữa để cho các vị khách nước ngoài cũng có thể sẽ là những chủ nhân của những giải thưởng giá trị trong ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng tay lớn cho 12 anh chị may mắn sở hữu giải ba. Xin chúc mừng các anh chị và chúng ta hãy cùng mang những giải thưởng của chúng ta về nhà, những chiếc vali rất là đáng yêu. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi còn có rất nhiều những giải thưởng có giá trị khác nữa. Những giải nhì, giải nhất, giải khuyến khích và giải đặc biệt sẽ được bốc thăm, xen kẽ, đan xen liên tục ở tại khu vực sân khấu. Và nếu, tôi rất xin được nhắc lại, nếu như quý vị chúng ta không có bận công việc gì thì quý vị hãy ở lại với chúng tôi đến tận cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là những phần quà tiếp theo. Thưa quý vị sẽ có một mini game hỏi đáp với những phần quà rất đặc biệt ạ. この後にですね、引き続き、2等賞、1等賞、そして、特別賞を随時、くじ引きの方をさせていただきますので、皆さんぜひですね、会場の方に、残っていただければと思います。そして続きまして、皆さんにクイズっていうゲームをですね、始めたいと思います。Vâng ạ, Thùy Dương sẽ chào đón người bạn đồng hành cùng với Thùy Dương trong sự kiện này. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Thùy Dương. Và không biết rằng là các anh chị ở đây, những ai muốn nhận quà của chúng tôi ạ? Vâng, rất nhiều những cánh tay được giơ lên rồi. Cho em nhạc nhỏ xuống một chút được không ạ? Chúng tôi sẽ có những câu hỏi liên quan tới VSUN. Và đây là những câu hỏi Thùy Dương nghĩ rằng là rất đơn giản, dễ dàng để các anh chị có thể trả lời chính xác. VSUN についての質問をですね、4つほどご用意をさせていただきますので、ぜひですね、当てていただいて、プレゼントをもらって帰ってくださいと。Và các anh chị ơi, bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 như sau.
Vâng ạ, câu hỏi đầu tiên như sau ạ. Thực ra thì những câu hỏi này là những câu hỏi rất là đơn giản với tất cả những ai đã gắn bó cùng với công ty VSUN. Và bây giờ Tùy Dân xin đọc rõ hơn. Sinh nhật của VSUN là ngày tháng nào ạ? VSUN no sōgyō kinenbi desu ne. Gozonji no kata irasshai masu ka? VSUN no sōgyō kinenbi zehi te o agete kudasai, shitte iru kata? Ai có thể trả lời được câu hỏi này ạ? Em sẽ mời ngẫu nhiên luôn thôi. Ai nhiệt tình giơ tay cao thì cười thật tươi em sẽ mời lên sân khấu nào. Sẽ mời. Rồi, em xin mời anh giơ cả hai tay, vừa giơ tay vừa nhảy. Đó. Lên sân khấu luôn. Tinh thần thế này mà trả lời sai thì thôi đấy. Rồi, anh có thể trả lời là sinh nhật của VSUN nhà mình vào ngày tháng nào? Ngày 24 tháng 6. Chắc chắn chưa ạ? Còn muốn thay đổi đáp án của mình không? Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ok, 24 tháng 6. Trước khi đến với đáp án thì anh có thể giới thiệu anh tên gì và anh gắn bó cùng với VSUN được bao lâu rồi? Anh tên là Lý Lôi Thịch, đến VSUN 2 tháng, 2 năm, 2 năm. Tôi là Tin Sàng, để VSUN đều 2 năm gần hồ đồ, kim mưu sẽ ổn mắt. Run quá, làm được 2 năm rồi nhưng mà hơi run thành ra nói thành 2 tháng. À, vui vậy thôi. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng đến với đáp án của chương trình ạ, xem có phải là 24 tháng 6 hay không ạ. Chúng ta có thể nói là 6月24日になります. Vâng, ngày 24 tháng 6 hoàn toàn chính xác, chắc chắn rồi. Một người đã đồng hành cùng với VSUN tận 2 năm thì làm sao mà không trả lời chính xác được đúng không ạ? Em xin được tặng anh một chú chuột. Chú chuột được đây gọi là một biểu tượng của năm nay. Đây ạ. Đây em mời anh. Em tặng anh luôn ha. Chú chuột này có một cái túi bên trong này, mình về xem khám phá bên trong này có gì nhá. Có một cái phần quà siêu đặc biệt, siêu giá trị ở đây. Rồi, cảm ơn anh, xin được chúc mừng anh rất nhiều ạ. Omotazaimasu, congratulations. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 nha. Câu hỏi số 2 như sau ạ. Tsugi no quizu ni narimasu. Sản lượng hiện tại của VSUN là bao nhiêu? VSUN no nenkan seisan ryou desu ne. Gozonji no kata zehi te o agete kudasai. Số bao nhiêu ạ? Sản lượng của VSUN là bao nhiêu? Lúc nãy mời một anh rồi bây giờ em mời một chị nhá. Mời một chị đi ạ. Có chị nào có thể trả lời câu hỏi này nào? Rồi, mời cô gái mặc áo màu đỏ sao vàng đang ngầm ly rượu cái lên đây nhá. Cầm cả ly rượu lên đây nào. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời nào. Đây đây, đường này, đường này. Chắc tí biểu diễn văn nghệ ấy sao ấy nhở. Rồi, trước khi trả lời câu hỏi thì bạn giới thiệu bạn tên gì và bạn đến từ đâu, là phòng ban nào? Em xin giới thiệu, em tên là Thảo, đến từ phòng kinh doanh ạ. Thảo sang Egeobu. Bạn Thảo tới từ phòng kinh doanh. Rồi, bộ phận kinh doanh là một bộ phận rất là quan trọng, đóng góp rất nhiều thành tích cho VSUN. Vậy thì bây giờ bạn trả lời là sản lượng hiện tại của công ty mình là bao nhiêu? Vâng, em xin trả lời sản lượng hiện tại của VSUN là 1,5 GW một năm ạ. Các anh chị thấy thế nào ạ? 1,5 GW. Chắc cái tổ gọi 1,5 GW nền càng desu ne, no seisan ryou tiêu cái tổ inatte orimasu. Chắc chắn với đáp án cuối cùng của mình chưa? Chắc chắn ạ. Rồi, xin mời đáp án của chương trình ạ. Một phẩy năm gigawatt, xin chúc mừng. Thế thì trước khi nhận được phần quà, chắc là mình sẽ cùng nhau nâng ly để mời tất cả các vị khách quý ở đây được không ạ? Sở dĩ tại sao mà tôi đang thấy cô gái này mang ly rượu lên, chúng tôi cũng xin được nhắc với quý vị là ngày hôm nay biết là bữa tiệc của chúng ta rất là vui rồi, nhưng quý vị cũng đừng quên nghị định 100 của chúng tôi là không sử dụng rượu bia khi lái xe. Và nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì tốt nhất là mình sẽ chỉ sử dụng ở cái mức vừa vừa thôi, đúng không ạ? Để ngày hôm nay có thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cho bản thân cũng như cho gia đình mình. Có đồng ý không ạ? Vâng. Và xin được mời một phần quà dành tặng cho Thảo. Xin chúc mừng bạn. Đấy, một chú gấu bông rất là xinh.
Đó. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. ありがとうございます. Câu hỏi số 3. Nguồn gốc công nghệ của VSUN đến từ đâu? Trời ơi, câu này dễ. Câu này chính anh trả lời cũng được nhận quà đấy. Ai ạ? Bây giờ ưu tiên một. VSUN の技術ですね。どの国の技術を使っているのでしょうか？ご存知の方いらっしゃいますか？ぜひ手を挙げてください。すごく簡単です。ưu tiên một bạn ở xa đi. Anh chị nào mà ở xa nhất đấy, xa nhất mà không ngại lên đây với em thì lên sân khấu luôn. Bạn cuối cùng ạ. Anh nào ở bàn cuối cùng lên đây nhanh nhất nào. Rồi, anh vừa cầm điện thoại vừa chạy thật nhanh đó. Xin mời. Nguồn gốc công nghệ của VSUN đến từ đâu? Xin mời ạ. Rồi. Đây ạ. Không, đây. Em đã mời một anh ở bàn cuối cùng rồi. Xin mời ạ. Và anh ấy đã lên sân khấu rồi. À, và bây giờ em sẽ mời anh trả lời câu hỏi của mình ạ. Rồi, anh có thể trả lời câu hỏi của mình nào? Nguồn gốc của công ty VSUN là Tokyo, Nhật Bản. Nguồn gốc công nghệ của VSUN đến từ Tokyo, Nhật Bản. Các anh chị thấy thế nào với đáp án cho câu hỏi này ạ? Vâng. Và xin được mời đáp án của chương trình ạ. Tokyo, Nhật Bản hoàn toàn chính xác và một phần quà dành tặng cho anh. À, lúc nãy thì em có nói với anh áo đen bên này như thế này ạ, là anh ấy sẽ là người trả lời câu hỏi kế sau, đó là câu hỏi số 4 ạ. Yokota ga mo tsugi no tsumon. Hả? Tsugi no tsumon. Vâng. Và anh ấy đồng ý ở lại đây với em rồi. Ok. Soko ra hen ni tatte moratte daijoubu. Mo sono mama de. Ok. Xin được mời câu hỏi số 4 của chương trình. Rất là mạnh mẽ, can đảm bởi vì chưa đọc câu hỏi nhưng mà lên sân khấu xung phong trả lời luôn. Mo sono mama ni tatte moratte. Câu hỏi số 4 ạ. Trung tâm dịch vụ khách hàng khu vực của VSUN ở đâu? Wow. VSUN の地域カスタマーサポートセンターですね。今どこの国あるいはどこの地域にあるのか。À, được rất nhiều người nhắc ạ. Trung tâm dịch vụ khách hàng khu vực của VSUN ở đâu? Ui dồi, nhiều lắm. Trong đáp án là hiện nay là đang có mấy nơi liền. Phiên dịch cũng nhắc luôn, MC nhắc luôn. Ở đây chúng tôi xin được bật mí là sẽ có 3 trung tâm dịch vụ ạ. 3 trung tâm dịch vụ. もうヒントを上げちゃいました。2つぐらい。全部で3つあるんですけれども、もう2つぐらい。Chỉ cần trả lời, bây giờ như này chỉ cần trả lời đúng 1 trong 3 thôi ạ. Ok. Cái anh... 1 đặc kỳ đi. Chút đồ đấy. Điều được yên sẵn. 1 đặc kỳ đi. Ok. Thế là tạo điều kiện lắm rồi. What's your name? Kodai Yokota. Where are you from? Tokyo. Company? WWE. Được rồi. À, đây là một đại diện tới từ quý đối tác của VSUN chúng tôi là WWE. Và bây giờ anh ấy sẽ trả lời câu hỏi của mình ạ. Rồi anh xin mời. America. 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 À, thưa quý vị, Thúy Dương cũng đã chia sẻ rồi là chúng tôi sẽ có 3 trung tâm dịch vụ khách hàng ở 3 nơi khác nhau. Và cũng là ưu tiên anh ấy là chỉ cần trả lời đúng 1 trong 3 thôi. Anh ấy có nói là America tức là Mỹ ạ. Và ở Mỹ thì chúng tôi có một trung tâm dịch vụ khách hàng, đó là ở San Jose của Mỹ ạ. Xin chúc mừng. Congratulations. 参加者の中で1箇所だけ正解していただければ、それで十分なので。OK ạ. Và chúng tôi cũng xin được bổ sung thêm trung tâm dịch vụ khách hàng khu vực của VSUN có ở 3 nơi, đó là San Jose của Mỹ, Frankfurt, Đức và Thượng Hải, Trung Quốc. ちなみに回答がトランスサイドに映っているようにアメリカですね、フランクフルト、ドイツ、そして、上海の中国が完璧な回答になります。あ、もう一度、新年、祝福、アイガ。
おめでとうございます. Có vẻ hơi khó khăn để có thể nhận được phần quà này đúng không ạ? Wow, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự rất là nhiệt tình tham gia với mini game của tất cả các anh chị. Và tiếp nối chương trình của ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục ca nhạc với phần biểu diễn của Mr. Shunju và Mr. Asoriota. Đây là những ca khúc mang đầy sự nhiệt huyết và quyết tâm chiến thắng. Những giai điệu sẽ làm cho mỗi chúng ta có thêm thật nhiều những động lực để đặt ra và chinh phục những thử thách mới ấn tượng hơn. Xin mời ạ. Make a big night playing the street, gonna make it some mess, some million. But how you press the big test chest, kicking your channel. We will rock you. We will rock you. Body of a young man, old man, crying in the street, gonna take on the worst someday. Gonna put it on your face, big distress. Been all wrong over the press. We will rock you. Sing loud. We will rock you. Buddy, old man, young man, buddy in the street, gonna make some beat someday. You got fire on your face. You big day, just somebody better put you back into everybody. We will rock you. We will rock you. Everybody! We will rock you. We will rock you. I do time after time. I dump my sentence, but committing no crime. And about me say, I made a few. I am ashamed, but sad, but vain. We'll be right back.
Cảm ơn hai giọng ca rất là tuyệt vời của Mr. Sunchu và Mr. Asoriota. Và hãy dành cho hai vị khách mời của chúng tôi những chào tay lớn để cùng cảm ơn. Tiếp mục biểu diễn rất ấn tượng vừa rồi được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn. Và thưa quý vị, Thùy Dân rất vui khi được quay trở lại khu vực sân khấu để có thể tiếp tục mang những phần quà may mắn tới cho tất cả các anh chị. Và Thùy Dân xin được mời lên sân khấu hòm thăm của chương trình với rất nhiều những lá phiếu bốc thăm may mắn. Và các anh chị ơi, giờ này thì mình đừng đi đâu cả nhé. Mình hãy ở bàn tiệc của mình và hãy lắng nghe xem những mã số may mắn chúng tôi bốc thăm được có phải là mã số của mình hay không nha. Xin mời. Thưa quý vị, trong cơ cấu giải thưởng chúng tôi sẽ còn có các giải nhì nữa. Và với những giải nhì này, Thùy Dân xin được mời lên sân khấu Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hương và cán bộ ở dưới sườn chị Nguyễn Thị Duyên sẽ lên bốc thăm giúp chương trình. Xin mời ạ. え、続きましては、え、こちらですね、2等賞のラッキーナンバーになります。 Chúng ta có 5 giải nhì và xin mời chị sẽ dùng tay phải của mình đảo thật đều những lá thăm ở trong hòm thăm này, nhìn xuống quý vị khán giả và lựa chọn ngẫu nhiên ra 3 lá thăm. Và chị còn lại mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 2 lá thăm nha. それ合計で5名の方がですね、プレゼントを渡したいと思っております。 Xin mời chị. Chúng tôi xin được chúc mừng giải nhì đầu tiên thuộc về anh chị có mã số 626. 626番. 626. 626番. Giải nhì tiếp theo, anh chị sở hữu mã số 641. 641番 ですね. 641番. 641. 641. I repeat, 646 and 641. 626641. Và giải nhì thứ ba, mã số 644. 644644 644644. Những ai đang sở hữu 3 mã số may mắn này sẽ cùng di chuyển lên sân khấu luôn ạ. 641, 626 và 644. 626641, 641 and 644. Xin mời bạn Lễ Tân lên để đối chiếu mã số may mắn. Xin được chúc mừng các anh chị tiếp theo. Mã số 835. 835 835. Mã số 406. 406 406 406 406. Vâng, và chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu xem những chủ nhân đang có mặt trên sân khấu có những mã số trùng khớp với chúng tôi không. 626 đâu ạ? 406 có luôn. Ai đang sở hữu mã số 626 ạ? Mã số 626 ạ. 626番の方はいらっしゃいませんか? 626 626. The number 626. Who has the number 626? Please come to the stage. Please. Chúng tôi sẽ đọc mã số 626 3 lần. 626 lần 1. 1回目. 626 lần 2. 2回目. Second time. 626 ở đâu ạ? Hủy mã số 626.
chân mà haki sashite itadakimasu. Vâng, xin mời chị sẽ bốc thăm thêm một lá thăm nữa em ơi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải nhì thứ 5 và cũng là giải nhì cuối cùng. Xin mời ạ. Số bao nhiêu chị có thể đọc giúp em được không ạ? 3, 8, 4. 3, 8, 4. 3, 8, 4. Wow. Lại đội hình biểu diễn. Rất là may mắn đúng không ạ? Vậy là rất nhanh chóng chúng ta đã tìm được ra chủ nhân của các giải nhì. Và xin được mời Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Hương và cán bộ ở phía dưới xưởng là chị Nguyễn Thị Duyên sẽ trao những phần quà tương ứng với giải nhì. Xin mời ạ. Thưa quý vị, giải nhì của chúng tôi là một chiếc máy tính bảng iPad. 2等賞なんですが iPad ですね。こちらに映ってる iPad になります。 Quý vị và các bạn hãy chú ý nhé. Càng về sau giải thưởng của chúng tôi sẽ càng giá trị và hấp dẫn hơn. Chính vì vậy, cho nên là chúng ta không rời khỏi khán phòng này và hãy theo dõi đến tận cuối chương trình xem ai là chủ nhân của giải thưởng đặc biệt và các giải thưởng còn lại. プレゼントの価値が上がっていきますので、ぜひ会場に残っていてください。Vâng, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành những tràng tay lớn để cùng chúc mừng chủ nhân giải nhì. Xin được chúc mừng các anh chị và xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Hương và chị Nguyễn Thị Duyên. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và quay trở lại với chương trình biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiết mục nghệ thuật có tựa đề Đoàn Xuân Ca với phần biểu diễn của Hoàng Văn Thắng tới từ bộ phận sản xuất, Nguyễn Thị Trang tới từ bộ phận tài vụ và tiết mục Alice Love tới từ Mr. Jock, bộ phận kỹ thuật chất lượng và Phương Oanh tới từ bộ phận quản lý. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tăng thấy trong lòng mình chưa tan, tiếng pháo vui vàng đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa đi nhà xuân đến như bức tranh tô đẹp. Xuân ơi xuân vẫn muốn giữ yêu mến xuân, thắp trên vui ta chung nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thân tự với mùa xuân lên cao, ta chung nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi yên lương xanh bay nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đến với đất trời, còn nụ cười ở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Trong lòng mình chưa tan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa đi nhà xuân đến như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muốn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chung nhau đi rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Bye.
quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hoa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta cho nhau những gì đẹp nhất bao nhau. Đôi uyên ương xanh bay nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân bên với đất trời. Còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân bên với đất trời. Còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Xin cảm ơn phần biểu diễn của Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Thị Trang. Tiếp nối chương trình, hãy cùng chào đón lên sân khấu Mr. Jock, bộ phận kỹ thuật chất lượng và Phương Oanh tới từ bộ phận quản lý với tiết mục Alice Love. Xin mời. Người yêu ơi, có biết em đang chờ lời yêu anh dấu kín mà
心中那永远盛开的花。是心中唯一不变美丽的神话。Hai giọng ca rất là tình cảm. Nhạc phẩm Endless Love. Xin được cảm ơn Mr. Rock và xin cảm ơn bạn Phương Anh tới từ bộ phận quản lý. Và thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục đến với phần được mong chờ trong ngày hôm nay. Đó chính là việc tìm ra những mã số may mắn tương ứng với những chủ nhân của những phần quà tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giải nhất ạ. Xin được mời quay trở lại sân khấu hóng thăm của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có 3 giải nhất. Và xin được nhắc lại một lần nữa, xin được mời các anh chị chúng ta sẽ cùng quay trở lại khán phòng để có thể tiếp tục đến với phần giải nhất, công bố và trao giải. Chúng ta xin được mời lên sân khấu Mr. Kimura Nakaaki, thành viên hội đồng quản trị của Fuji Solar và VSUN sẽ giúp chúng tôi bốc thăm và trao giải. Xin mời ạ. いよいよですね、1等賞こちらが3名になりますので、木村専務。 Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ có 3 mã số may mắn tương ứng với 3 giải nhất của chương trình. Yes, who want to win the prize? Who want to win the prize? Give me. Who want to win the prize? Give me. No sound, no prize. Okay? 1, 2, high. Oh, you're the one prize, right? You're the one prize. The first prize. Oh my God. Okay, announce for the prize number 3. Who got a 3? And second also 3. You know, my car number is number 8. Okay, 3, 3, 8. Sang sang 8번 になります. Who the person got a 3, 3, 8 numbers? For the lucky draw first prize. あ、ノバレ。8番、もちろかったらいらっしゃいませんか? 338 臭いランシャ。有吗? Who's the person 33? Oh, you. Oh my god. Come on. Give me a hand. Congratulations. One first prize, 338. And then one more. Okay, then the second, play for the second announcement. Oh my God. Oh my God. The first number is 4. Oh, you got you over there, right? Okay, 4, 2. The second number is 2. 4, 2. The number? 4, 2, 3. 4, 2, 3. Okay, cancel, because this guy going back to sleep, right? もう帰ったの に, ちゃったのかな? 4, 2, 3の方。 相方4, 2, 3の方。 おらんが、 4, 2, 3の方いらっしゃいませんか? じゃあ、WWBの方何番だろう? 4, 2, 3。 1。 4, 2, 3, 2. Lần thứ 2. 4, 2, 3, 3. Và lần thứ 3. Cancer. Chúng tôi sẽ hủy cái vé này. Chơi lại xa. Xả hỏi. Okay. Oh my God. Sorry about that.
Oh, I love this. I love this. The second. Six. 6번 소사와 Zero. Zero. So my car number. Eight. 바소 다마 8번 608. 608 608 4 5 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 Oh, fucking, fucking high. Oh my god, you are too old, right? Sorry about that. Today I'm very happy and a little bit high. Dato! Sri, I'm high, right? Announcement 235. 235 ですね. 235お持ちの方いらっしゃいませんか? So hi ba nama. I got so hi chamba me nama kunga. 235. 235の方は 1. What is number 235? 235の方は 2. 235. Hi ba nam. いないな. Hi. 取り消し. Tôi sẽ hủy cái vé rồi ạ. Oh my god, this number is very popular. 499. 499 ạ. 499. 499. 499. Okay, 4991. Lần thứ nhất. Cancer. Đúng rồi mà, 499. Paga. Paga error. Oh my god. Vâng, và chúng ta hiện nay đang bốc thăm giải thứ nhất ạ. Giải nhất, và chúng ta còn hai giải okay. nữa. Okay, well, we go fast. 316. 316, 316. 316. 316. 3161. 316, 316. Lần một, bỏ luôn. 316 ạ. Nắm thế con hãy thề vừa bắt cô ý này. Càng về giải có giá trị thì có lẽ rằng là chúng ta càng phải tập trung hơn. Ok, you and us. Thầm ơ, khá vậy nó khá là chưa announce that là you and us. Xin được chúc mừng anh chị có mã số 7, 6, 1. 761. 761. Who has the number is 761. 俺の iPhone あげる. 761 ạ, có đâu ạ? Iran. Nếu có thì hãy giơ cánh tay lên cho chúng tôi được biết bỏ luôn. 7611. Lần thứ nhất, 1 cây mẹ. Cancer. Chúng tôi xin hủy số 761 ạ. Why? Okay. Okay, go. Số 420. What is that? Ôi dồi. 420 ạ. 420. Okay, 420. 420 bạn. 420. What is the number 420? Lưu Sa Cho. Adapterの人 みんな いないよ. どう する わ 420 bạn. 1. 420 bạn. 2. Lần thứ 2. Các anh chị có đồng ý là bốc lại cho đến khi nào tìm được thì thôi không ạ? Một tràng tay lớn không ạ? Tràng tay lớn từ nhất, từ đầu đến giờ. Ok, coming. 225 ạ. 225 ạ. 225. Có không ạ? 225. 1. 225. 2. I see that guy, I see that guy. I see that guy. Okay, I can give you my handphone also. 俺のiPhone あげますか?
Vâng, chủ nhân của mã số 225 đang đến từ khu vực sân khấu. Bagero. Omedetou gozaimasu. Chúng ta vẫn còn một thao tác nữa là đối chiếu xem có trùng khớp với mã số 225 mà chúng tôi bốc được ở trong vòng thăm hay không. Xin mời ạ. Giải nhất có thể tìm có vẻ hơi khó khăn. Yeah, wow. This guy. Xin chúc mừng. What's your name? Tên của anh là gì ạ? Mình tên là Lê Văn Khánh. Okay. Translate, is that right? Why you coming for visa? Tại sao anh lại làm việc ở visa nè? Thấy làm visa lương cũng được ạ. Thế nào ạ? Anh có thể nói lại. À, tại sao mình lại làm việc ở visa, có mặt tại visa ạ? Mình cảm thấy là vào visa làm lương cũng ổn định nhỉ. 木村さんから質問があったように、ビザで働き始めた理由って何でしょうかということなんですけれども、安定した収入っていうご回答をいただきました。Xin được chúc mừng anh. Chúng ta có rất nhiều lý do để có thể làm việc tại Visa. What a price, okay. What a price. Okay, I'm a third person then. Số bao nhiêu đây ạ? Mình hãy bỏ luôn ra để cùng đối chiều nhá, bởi vì bác sẽ chỉ đọc một lần thôi. Chơi lên xe. Oh, I love this number. First number is 9. 9 番. Số 9 ạ. 0. Số 0. 9. 909. 9. 909. 9001 909909 909 là 909 909 ạ. Có đây không ạ? Dạ, cancel. Bỏ luôn 909. That's right. 909 là đâu ạ? Khắc kinh xa này rồi nè. 909 nó cả ta này rồi nè. Không có ai có số 9 đúng không ạ? 909 không ai có đúng không ạ? À, xin được mời bạn có thể lên đây đúng không? Số bạn bao nhiêu ạ? À không phải đúng không? Kyu maru kyu ban no kata nai na. Hai, tsugi no baku ikimashou ne. Hai. Oh. The number is 0. Số 0. 7. Số 7. Lucky 7. 5. 0 5 0 7 5. 075. 075. Yeah! 075. Thưa quý vị, giải nhất của chúng ta là sản phẩm TV Sony 49 inch Bravia. No. 49 inch の TV. 076 ya. 間違ってるよ. Ah, 違う。 俺が 間違う。合ってる。おめでとう. Xin chúc mừng ạ. Congratulations. Xin được mời ba anh rất là may mắn sở hữu giải nhất. Chúng ta sẽ cùng đứng về những sản phẩm rất may mắn của mình. Và xin được mời Mr. Kimura. Okay, take photograph. Congratulations for you. Thank you. So what do you think? You get to this TV, what do you think? You want to share it with your family or you want to share it with your girlfriend? Bây giờ cảm nhận anh như thế nào ạ? Anh muốn chia sẻ phần thưởng này cho ai? Cảm nhận của mình bây giờ là rất vui ạ. Thì vì hôm nay là một ngày tân niên của công ty ạ. Totemo urushiku omotte orimasu. Happy, thank you. I feel happy right now. Thank you. Thank you. Congratulations for the fun. Thank you. Thank you and thank you for support VSUN. Vâng, và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay lớn để cùng chúc mừng cho ba chủ nhân sở hữu ba giải nhất trong ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng ông Meredith. Come on, give me it. Congratulations. Thank you, Mr. Kimura Nakaaki.
Cảm ơn anh rất nhiều và xin được mời bộ phận lễ tân sẽ hỗ trợ cho ba anh để có thể di chuyển hỗ trợ phần quà phần thưởng. Này. Okay, thank you so much. Xin mời các bạn lễ tân ạ. Vâng, được giải thưởng có giá trị nhất, thành ra mình cũng phải hơi nỗ lực một chút đúng không ạ? Thưa quý vị, và trong cơ cấu giải thưởng của chương trình, chúng tôi còn có giải đặc biệt, còn có giải khuyến khích nữa. Và vẫn tiếp một câu mà Thùy Dương muốn căn dặn với quý vị là chúng ta đừng đi đâu ra khỏi vị trí khán phòng ngày hôm nay. Hãy ở lại với chúng tôi để cùng chào đón những con số tiếp theo. Và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục rất đặc biệt sẽ được thực hiện bởi những nhân viên của khối văn phòng công ty VSUN chúng ta. Thưa quý vị, tinh thần cho tiết mục biểu diễn này đó chính là sự quyết liệt, mạnh mẽ và tràn đầy cảm hứng, sự tự hào của những con người Việt Nam, không ngại khó, không ngại gian nan, không ngại thử thách để có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Và hãy cùng chúc cho chúng ta luôn luôn bền bỉ, kiên trì, giữ vững thành tích và mã đó ắt sẽ thành công. Hãy cùng chờ đón sân khấu những cô gái của văn phòng công ty VSUN. Xin mời. Trong mà bao nhiêu con người chung tay xây đời.
tiết mục biểu diễn tiết mục nhảy Việt Nam ơi của các bạn tới từ khối văn phòng công ty VSUN. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu giọng ca của anh Xuân Bắc tới từ bộ phận kỹ thuật chất lượng với ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ. Và thưa quý vị, sau ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ, chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm để có thể tìm ra chủ nhân của giải đặc biệt và các giải khuyến khích. Xin mời các anh chị. Vâng, lần đầu tiên cho Xuân Bắc xin gửi đến toàn thể ban lãnh đạo công ty cùng quý vị các quý và toàn thể cán bộ công nhân viên của VSUN một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, để tiếp tục chương trình thì Xuân Bắc xin gửi đến toàn thể quý vị có một nhạc phẩm có tựa đề Ngựa Ô Thương Nhớ do ca sĩ Trần Tiến sáng tác. Vâng, để chương trình thật là sôi động thì Xuân Bắc xin mời anh Minh Hiếu và các bạn thanh niên dưới kia lên đây cùng quẩy cùng Xuân Bắc có được không ạ? Để chúng ta chúc mừng năm mới được không ạ? Vâng. Lên hết các anh em ơi! Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng hầu ơ nửa đêm báo sâu. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa phố người, nghe từ thua hồng hoang ngược qua bến sông. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lăn nghiêng 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 ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng. Có con ngựa dừng chân, có hai người yêu nhau. Lên đây khớp 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 con ngựa ô ngàn lắm thương nhớ đất nước. Có ba bài ca về nương tình yêu ngựa anh đón lạc. Cho ta yêu nhau bên nhau mãi mãi. Nhớ tiếng võ khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô ngàn năm vang mãi. Tiếng riêng có bao chàng trai về nơi tình yêu ngựa anh đón nàng. Cho ta yêu nhau bên nhau suốt đời. Lên đi các bạn ơi, vỗ tay nào các bạn ơi, vỗ tay to lên nào. Cho tôi đang nhìn thấy cánh tay của các bạn được không ạ? Vỗ tay các bạn ơi! Từng người lên! Vỗ đi nào! Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông ướp trời, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm báo sông. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa phố ngựa, nghe từ thua hồng hoang ngựa qua bến sông. Sông Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, mây bay khói tỏa đá lăn nghiêng 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 câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây mô đồng. Có con ngựa dừng chân, có hai người yêu nhau. Khớp 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 con ngựa ô ngựa ô ngựa ô ngàn năm thương nhớ đất nước. Có bao bài ca về lưu người ngựa anh đón làng. Cho ai ta yêu nhau bên nhau mãi mãi. Nhớ tiếng võ khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô ngàn năm thương nhớ tiếng võ. Có bao chàng trai về nơi tình yêu ngựa anh để anh đón làng. Cho ai yêu thương nhau bên nhau suốt đời. Các bạn ơi,
Happy New Year! Happy New Year! Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn giọng ca của anh Xuân Bắc và các đôi giày vàng của VSUN ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một không khí rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và không biết rằng là các anh chị chúng ta đã sẵn sàng để có thể đến với những con số may mắn của giải đặc biệt chưa ạ? Thế giới một lần nữa mời các anh chị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực sân khấu của chúng tôi, ổn định vị trí của mình tại bàn tiệc để cùng chào đón mã số may mắn tương ứng với giải đặc biệt, giải thưởng có giá trị nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và sau giải đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bốc thăm 50 giải khuyến khích dành cho các anh chị nữa. そしていよいよですね、特別賞の1名。và tôi rất xin được mời, tôi rất xin được mời lên sân khấu Mr. Ryu Chusei, chủ tịch hội đồng quản trị của Fuji Solar và VSUN sẽ lên bốc thăm và trao giải cho chủ nhân may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra một lá thăm. Số 1 5 1 3 1 1 3 5 1 3 5 1 3. ごめんなさい、513ですね。513。Ai đang sở hữu mã số 513? Number 513. 513 lần 1. 513, 513. 513 lần 2. 2 cái mẹ. 513 lần 3. そして3回目. 1 0 3 1 0 3. 1 0 3. 1 0 3. 1 0 3 lần 1. Oh. Có luôn ạ. Chủ nhân của mã số 103 đang di chuyển lên sân khấu cùng với chúng tôi. Và không biết rằng đây có phải là chủ nhân của mã số 103 hay không. Wow. Chúng ta sẽ cùng nhau đối chiếu ạ. Vâng thưa quý vị, hoàn toàn trùng khớp với mã số mà chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên ở trong chương trình hôm thăm với mã số 103. Xin chúc mừng. Omedetou gozaimasu. Và hãy cùng chào đón lên sân khấu giải đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, ban tổ chức xin được mời sẽ cùng di chuyển lên sân khấu giải đặc biệt của chương trình bốc thăm này, giải thưởng có giá trị nhất. Vâng và thưa quý vị, trước khi đến với phần quà rất đặc biệt này, Thúy Dương xin được mời bộ phận ánh sáng sẽ giảm đèn ạ. Chúng tôi không biết được rằng là phần quà này giá trị như thế nào cả. Chỉ trong một ít phút nữa chúng ta sẽ cột được chào đón. Hãy cùng chào đón lên sân khấu giải đặc biệt của chương trình. Thưa quý vị, đây là một chiếc xe máy giải thưởng có giá trị nhất trong ngày hôm nay. Thương hiệu Honda List Premium Edition. Và xin được mời Kimura. Kimura, đâu có ni ru no? Kimura. Xin được mời Mr. Kimura sẽ cùng lên sân khấu để có thể trao phần quà rất đặc biệt cho vị chủ nhân may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Wow!
ông ơi, nhầm một tí đây ạ. Anh ơi, anh có thể giới thiệu anh tên gì và anh tới từ đâu ạ? À, mình xin được giới thiệu, mình tên là Vương Quốc Khánh. Mình đến từ Điện Biên. Anh Vương Quốc Khánh tới từ tỉnh Điện Biên, và hiện nay thì mình đang công tác làm việc tại bộ phận nào? Mình đang ở công đoạn sau của bộ phận sản xuất. Anh Vương Quốc Khánh tới từ thành phố Điện Biên và ở tại bộ phận sản xuất, và ngày hôm nay rất may mắn sở hữu giải đặc biệt của chương trình ạ. Và tôi xin được mời Mr. Kimura sẽ cùng trao chiếc khóa hiện vật, chiếc khóa của chiếc xe máy thương hiệu Honda Lead cho anh Vương Quốc Khánh, chủ nhân của giải đặc biệt của sự kiện. Hãy dành một tràng tay lớn để cùng chúc mừng. Một tràng tay lớn thật dài và thật rộn rã thưa quý vị. Vâng, xin được mời đại diện các vị lãnh đạo sẽ cùng nán lại sân khấu để có thể chụp hình lưu niệm cùng với chủ nhân của giải đặc biệt của sự kiện. Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng anh Vương Quốc Khánh tới từ bộ phận sản xuất. Xin được trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo. Và các anh chị thân mến, ngay sau phần này chúng tôi sẽ lựa chọn những mã số may mắn tiếp theo tương ứng với giải khuyến khích ạ. Chúng tôi vẫn có những giải khuyến khích nữa để có thể dành tặng cho các anh chị. Và rất mong rằng là các chị hãy nán lại để chúng ta có thể chào đón những mã số may mắn tiếp theo. Và xin được mời lên sân khấu hòm phiếu của chương trình. Thank you so much. Okay. Xin được mời lên sân khấu hòm phiếu của chương trình ạ. À, có lẽ rằng là xin mời bộ phận lễ tân sẽ hỗ trợ anh Vương Quốc Khánh để có thể mang sản phẩm là những chiếc xe máy, là một chiếc xe máy thương hiệu Honda Lead. Vâng, và chúng tôi sẽ bốc thăm 20 giải khuyến khích tiếp theo ạ. Sau khi tiếp theo, thì sẽ có các người mình sẽ đến đây để được nâng cấp mê nó show ですね. そして20名が対象者になります。294 347 347 654 654 391 391 304 3 0 4 450 450 821 821 484 484 748 748 321 321 584 584 613 613 769 769 337 337 055 055 275 275 763 763 và 248 そして248 Vâng, chúng tôi xin được đọc lại các mã số giải khuyến khích, 20 giải khuyến khích đầu tiên trong tổng số 50 giải khuyến khích. 復唱いたします。20名が対象です。 294 294 347 347 654 654 391 391 304 304 450 450 821 821 675
675 484 484 748 748 321 321 584 584 613 613 769 769 337 337 055 055 275 275 395 395 763 763 và 248 ạ. Đây là 20 mã số may mắn tương ứng với 20 giải khuyến khích đầu tiên ạ. 248 の方ですね. Và anh chị nào có những mã số này thì chúng ta sẽ được nhận quà ở phần cuối của chương trình. Chúng ta sẽ nhận ở tại khu vực check-in. あった方々がですね、こちらのステージではなく、一番最初に受付の方で最後に商品を受け取ってください。 Và chúng tôi vẫn còn 30 giải khuyến khích nữa sẽ được bốc thăm sau phần biểu diễn văn nghệ ngay bây giờ ạ. Chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của nữ ca sĩ Thanh Thủy với ca khúc Lắng nghe mùa xuân về phiên bản remix. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin chúc Thanh Thủy được gửi tới tất cả quý vị món quà âm nhạc tiếp theo sáng tác được mang tựa đề Lắng nghe mùa xuân về. Trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh đợi em như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em mong dung bên thêm nhà kia? Tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, báo tin mùa xuân về. Kìa, bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Kìa, anh tới mùa xuân về. Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được chúc mừng năm mới. Come on. Hạt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh như đã hẹn. Ngày trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em mong dung bên thêm nhà? Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ bao tin mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời phút mong chờ ấy tuyệt vời, chưa tràn niềm tin yêu. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ bao tin mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời phút mong chờ ấy tuyệt vời, chưa tràn niềm tin yêu. Xuân tươi kia
xuân về. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn của nữ ca sĩ Thanh Thủy. Và bây giờ sẽ là 30 giải khuyến khích, 30 mã số tiếp theo. Và chúng tôi sẽ không để làm mất thời gian của quý vị lâu. Thủy Dương sẽ đọc ngay bây giờ đây ạ. Cuối cùng, còn 30 người của nữ ca sĩ Thanh Thủy sẽ được phát biểu vào cuối cùng. Hãy chú ý quan sát. Xin được chúc mừng anh chị sở hữu mã số 425, 572, 307, 707, 353. ですね、5名の番号をありました。 425番 572307 707 353. Xin được chúc mừng những mã số tiếp theo. Anh chị sở hữu mã số tiếp theo 507 293 617 620 329. 続きまして 5名 507 293 617 620 329. Mã số may mắn tiếp theo xin được chúc mừng anh chị sở hữu mã số 081 490 635 479 320. 続きの5名 081 490 635 479 320. Xin được chúc mừng các mã số may mắn tiếp theo 081 490 635 479 320. 次の5名 081 490 635 479 320. Xin được chúc mừng các anh chị sở hữu mã số may mắn tiếp theo nữa 731 638 017 020 và 874. 続きの5名なんですけど 731 638 017 020 874 và 10 giải khuyến khích cuối cùng ạ. Mã số 887 159 026 523 097. そして続きの5名なんですけど 887 159 026 523 097. Xin được chúc mừng các anh chị có mã số tiếp theo và đây cũng là mã số cuối cùng 149 610 669 570 và 158. そして最後の5名なんですけれども 149 610 669 570 158 になります。 Một lần nữa xin được chúc mừng 50 anh chị có 50 mã số may mắn tương ứng với 50 giải khuyến khích. Và những anh chị có những mã số này chúng ta sẽ nhận quà ở phần cuối cùng của chương trình ở tại khu vực check-in. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với sự quay trở lại của những nghệ sĩ tới từ Seoul với ca khúc Hãy Quên Em Đi. Mời quý vị cùng thưởng thức. あたたがたからですね、出入り中のところの受付の方で、自分の番号とですね、引き換え、商品と引き換えしてください。 Xin mời ạ. Hãy quên em đi.
người hãy quên em đi mà đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa tiếng thương gì cho lòng thêm xót xa vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền vậy coi như mình kết thúc êm đềm tình yêu như làn gió Cánh thiệp đầu xuân và ngày xuân long phụng sum vầy. Xin mời. Sao trong thầy
hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mọi điều ước muốn non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người trai lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm có lẽ rằng rất phù hợp với không khí đầu xuân năm mới. Chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu những nghệ sĩ là những cán bộ nhân viên của khối văn phòng VSUN. Hãy cùng hòa chung với bước nhảy với giai điệu của ca khúc Ngày Xuân, Long Phụng, Xu Bảy. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, toàn thể các anh chị đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng tiến lại gần hơn nữa cùng khu vực sân khấu và sẽ có bức hình lưu niệm ghi lại khoảnh khắc rất ý nghĩa sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Kimura, Alain, Mr. Ryu, Chusei, Lewis Cai. Vâng, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Những nghệ sĩ của khối văn phòng VSUN với tiết mục nhảy múa ngày xuân long phụng sum vầy. Và chúng ta thấy rằng là có mỗi câu khẩu hiệu rất là tuyệt vời. Như các bạn đã răng băng rôn tại khu vực sân khấu, củng cố nền tảng phát triển bền vững. Và đó cũng là chủ đề, đó cũng là mục tiêu kế hoạch của chúng ta, công ty VSUN trong năm 2020. Và xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng tay lớn thật đồng nhiệt để chúc mừng cho những cá nhân cũng như tập thể của VSUN đã cùng trải qua một năm với thật nhiều những kết quả vô cùng ấn tượng, và chúng ta đã có thật nhiều những cung bậc cảm xúc vô cùng ý nghĩa trong bữa tiệc tất niên chào đón xuân mới Tết Canh Tí 2020. Vâng, và các anh chị thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau cất cao những tiếng hát và cùng hướng về tương lai. Có lẽ rằng tất cả những giây phút hân hoan mà chúng ta vừa trải qua từ phần đầu của chương trình đến giờ sẽ trở thành những ký ức sâu đậm, in sâu trong mỗi tâm trí của mỗi con người, thành viên trong đại gia đình VSUN. Chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng tới một hành trình mới. Hãy cùng dùng những sự nhiệt huyết, sự kiên trì với sự chân thành của chính mình để viết lên những trang sử đẹp trong tương lai. Một lần nữa hãy cùng nhau sát cánh, đoàn kết hơn nữa, bứt phá và củng cố nền tảng để phát triển bền vững trong năm mới 2020, về cùng đem về những thành công, kết quả ấn tượng hơn nữa với mỗi cá nhân và tập thể nói chung. Trong không khí xuân về, một lần nữa chúng tôi xin được kính chúc cho quý vị một năm mới thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều thành công, và chúc cho VSUN của chúng ta sẽ cùng phát triển rực rỡ. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.